Các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài thuốc từ cái lá húng chanh này nhé. Cây húng chanh chắc nhiều bạn không biết, nhưng đây là cây húng chanh ấy. Cây này rất là dễ trồng, các bạn chỉ cần ngắt cái thân như thế này, một đoạn như này, hoặc là dài hơn hoặc ngắn hơn một chút cũng được. Các vẫn phải có cả ngọn nhé. Các bạn cắm cái thân này xuống dưới đất và vùi mấy ít nước, và cho vùi kín cái đốt này, đoạn như này thôi. Sau đó các bạn tưới nước hàng ngày. Vùi xong các bạn tưới nước ẩm vào cho cái đất này, cái thân nó ẩm, và hàng ngày các bạn tưới một chút nước, không tưới nhiều, và cứ để một tuần là nó ra rễ và cây nó phát triển rất là nhanh, những cái cây húng chanh như thế này. Và cái vì sao mình lại nói về cái húng chanh này, vì cái húng chanh này nó có rất là nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, thậm chí nó còn có thể là làm rau gia vị, nhưng mà thường thường là nó có tác dụng về trị các bệnh như thế này, mình sẽ nói nhé. Các bệnh như là hỗ trợ để chữa các bệnh như là cảm cúm này, ho, viêm họng này, khản tiếng này. Vì sao lại có tác dụng như vậy? Vì đây là một cái cây thảo dược ấy, nó có tác dụng là phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, cho nên vì sao nó lại có thể là trị ho được. Để trị ho thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể là dùng bài thuốc là trị ho, viêm họng, kháng khản tiếng bằng cách là các bạn dùng một cái nhánh húng chanh như thế này, khoảng 30g như này, rửa sạch rồi đun nước sôi và cho thêm vài hạt muối vào. Các bạn là rửa sạch cái lá húng chanh này nhé, sau đó các bạn đun nước sôi và các bạn để nguội nước sôi, rồi các bạn rửa lại cái lá húng chanh này, sau đó các bạn cho một chút muối sạch vào với cái lá húng chanh này, và các bạn cho vào miệng các bạn nhai, nhai và nuốt nước dần dần cái nước từ cái lá húng chanh này, thì nó sẽ có tác dụng là để cho nó trị ho và khản tiếng của mình nhé. Ngày các bạn dùng 2 lần, nghĩa là cái lá húng chanh các bạn rửa sạch, các bạn nhai với một chút muối, và ngày thì nhai 2 lần, và nhai các bạn cố để chít hết cái phần nước từ cái lá này ra nhé. Chữa, ngoài ra nó còn chữa cảm sốt, không ra mồ hôi, bằng cách là khi mà các bạn cảm, các bạn sốt ấy mà nó không ra được mồ hôi ấy, thì các bạn dùng cái lá này, khoảng 20g lá húng chanh này, 15g tía tô này, 5g gừng tươi này, thái nát, và gừng tươi thì thái nát nhé, và 15g cam thảo đất ấy, uống. Ngoài ra nó còn chữa cảm hàn, ho, đau đầu, sốt, không ra mồ hôi, hôi miệng, miệng đắng nhé, và chữa cảm cúm, cảm sốt, nhức đầu, nghẹt mũi nhé. Các bạn nên dùng làm những cái bài thuốc như vậy để mình sẽ chữa khỏi những cái bệnh này. Từ những cái cây húng chanh rất đơn giản này, có thể dễ trồng trong vườn của nhà mình nhé. Và bây giờ mình sẽ dừng video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Mình chỉ nói ngắn gọn như vậy để các bạn biết cái tác dụng tuyệt vời của cái lá húng chanh này thôi ạ.